Hôm nay các bạn chứng kiến trực tiếp, đây là một cái phương án mà sử dụng các cái loài thiên địch nhé. Ở đây trong trường hợp này là kiến đen này, các bạn nhìn thấy không? Kiến đen này nó đến nó sẽ xử lý các cái con bọ phấn trắng này, các bạn nhìn này, rõ luôn nhá. Đấy, nó ăn bọ phấn trắng. Một tập đoàn kiến đen rất là đông. Tất nhiên là kiến đen này thì khi nó vào thùng rác các bạn thì nó sẽ tạo cảm giác rất là khó chịu. Đấy, vì nó cũng hay ăn rác mà. Lôi rác rồi lôi thịt băm rồi thịt xay, các loại xương gì không, nó lôi khắp nhà. Nhưng mà nếu mà nói rằng để nó có ích thì nó vô cùng có ích này. Đấy. Đây như này. Trực tiếp chứng kiến luôn. Nó đang ăn thịt mấy cái con bọ phấn trắng nhá. Đấy. Đấy, nó đang gỡ nó ra, bộ phấn trắng này nó hơi lì. Nó cứ bám chặt lấy thân cây. Ở đây thì nó có một tiểu đội kiến đen, đúng không? Đến để gỡ từng cái chân của nó ra. Đấy, bọn này nó thù địch lắm. Ok, em nhá.